Quan hệ giữa kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vâng, như tất cả các bạn đã biết, hôm thứ Hai vừa rồi tôi nói về cái vấn đề biên giới ở trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì là sau khi mà Trung Quốc và Việt Nam đã bình thường hóa cái quan hệ, thì là Trung Quốc và Việt Nam đã tiến hành cắm cái cột mốc biên giới ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, và trong vào năm 2008 thì là cái cột mốc ở trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc thì đã được cắm mốc xong. Và có như là ở với cái vùng vịnh Bắc Bộ, thì là cái vùng biển ở vịnh Bắc Bộ thì giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng đã được coi như là chia xong. Và như tất cả các bạn cũng đều đã hiểu, tức là từ khi mà Việt Nam và Trung Quốc đã ký cái quan hệ hiệp định quan hệ ngoại giao bình thường giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, thì hầu như là trên biên giới ở 6 tỉnh phía Bắc và ở trên vịnh Bắc Bộ ấy, thì giữa về Việt Nam và Trung Quốc thì có một cái đường biên giới rất hòa bình, và hàng năm thì cái bộ đội biên phòng ấy, thì là thường thường ở từng những thời điểm một thì là bộ đội biên phòng của Việt Nam và Trung Quốc cũng có cái chuyến mà tuần tra chung, và hàng năm thì là có cái cuộc gặp gỡ quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở cái tỉnh, ở một số cái tỉnh biên giới phía Bắc đó, với sự tham gia của những cái cán bộ của Bộ Quốc phòng giữa ở hai nước. Vâng, thì tình hình coi như là nói chung là vùng biên giới ở phía Bắc và cái ở vịnh Bắc Bộ thì nói chung là mình và Trung Quốc thì có một cái đường biên giới rất là hòa bình. Thì hiện nay còn tồn tại giữa Việt Nam và Trung Quốc, tức là còn tranh chấp cái quần đảo Hoàng Sa, và coi như là và Việt Nam còn tranh chấp với Trung Quốc và ở Trường Sa, thì Việt Nam còn vâng còn 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 tranh chấp với lại tức là quần đảo Trường Sa, là cái chuyện tranh chấp giữa 6 nước và những vùng lãnh thổ đó là Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Brunei và Malaysia. Vâng, thì là nói chung là Việt Nam mình cũng không bao giờ từ bỏ cái chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Thì cái phương châm của Việt Nam thì hiện nay tôi nói với tất cả các bạn là nó vỏn vẹn về cái mối quan hệ với Trung Quốc, thì nó vỏn vẹn trong cái sáu chữ là vừa coi như là quan hệ mà vừa đấu tranh. Vâng, tức là mình đấu tranh để mình đòi lại cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và coi như là mình vẫn coi như là quan hệ rất là tốt với Trung Quốc để mà mình coi như là giữ cái hòa khí đối với Trung Quốc và nói chung để phát triển kinh tế. Vâng, thì là như các bạn cũng đều đã hiểu là coi như Việt Nam và Trung Quốc thì thứ nhất là có cái đường biên giới chung rất là dài ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Cái nền văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc thì nói chung là cũng gần như là tương đồng, và cái sự mà tức là cái thị trường Trung Quốc cũng là một cái thị trường rất là dễ tính. Thì mình ví dụ mình có thể khả năng mình xuất khẩu những cái ví dụ nông sản thô chẳng hạn sang đất nước Trung Quốc, mà nói chung là Trung Quốc thì người ta cũng đón một thị trường dễ tính, và những người dân Trung Quốc thì nói chung là cũng về cái tiêu thụ cái những cái sản phẩm ví dụ nông lâm thủy sản của Việt Nam thì nói chung là dễ. Thì và nữa là và Việt Nam và Trung Quốc còn có một điểm chung nữa là đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì nói chung là đó là một cái tiền lệ rất rất là tốt để coi như là Việt Nam mình và Trung Quốc coi như là cùng nhau để phát triển coi như là kinh tế. Thì vâng, thì như tất cả các bạn đều đã biết là vừa rồi ấy, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia cái hội chợ tức là nhập khẩu thế giới tại Thượng Hải. Vâng, thì tức là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được coi như là Tổng Bí thư hội chợ này ấy, thì gồm có 15.000 doanh nghiệp của các nước đều tham gia cái hội chợ này, mà trong đó coi như là Việt Nam mình có đưa sang coi như 2 năm những doanh nghiệp tiêu biểu nhất để sang tham dự cái hội nghị ở Thượng Hải này.
thì là trong cái lần mà tham gia cái hội nghị tham gia cái hội chợ nhập khẩu thế giới tại Thượng Hải, thì là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được Tổng Bí thư và Chủ tịch Trung Quốc đón tiếp. Rồi Dũng anh Quách muốn lên gì đây? Ok. Mời Dũng anh Quách. Xin chào. Nghe rõ không anh? Rồi nghe rõ. Rõ không? Ừ. Nói chung là bữa hổm là em có chửi anh là cũng nói là chung là chửi là cũng phải bậy, là tại vì anh chửi em trước chứ không? Ví dụ vào Bắc Hồ với Bình Ngọc. Thôi thôi lên. Bây giờ này. Bây giờ mời rồi, lên bây đây giờ mình nói chuyện đấy, bỏ qua cái chuyện cũ không không bao giờ nhắc lại. Rồi bắt đầu. Rồi em vừa mới lên cái con hoa lan lại dâm chủ rồi. Thôi 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 thôi, cái chuyện đấy là do người ta bây giờ không để ý đến có mắng ở dưới, ví dụ như là chú làm sao thì người ta mới ấy. Nhưng bây giờ nói chuyện hôm nay mình bàn về vấn đề gì với anh, tại em mới nó vô quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. À nói chung là theo quan điểm của em thì Trung Quốc, nghe rõ không anh? Nghe rõ. Hồi đó giờ là Trung Quốc là một nước lớn rồi thì mình nên duy trì mối quan hệ đó, tại vì hiện tại bây giờ là nếu mà ở châu Á thì rằng Trung Quốc nó cũng là đứng số 1 rồi, mình không thể nào mà chống đối trực tiếp với nó được, đúng không? Đúng Tất rồi. cả mọi thứ là mình phải bị giống như nói về cái vị trí địa lý này kia gì, tất cả mọi thứ là nó cũng trên cơ Việt Nam mình hết, đúng không? Tất cả những cái nguồn Không, bây tài giờ nguyên này mình cái vị trí địa lý mình và với Trung Quốc giáp bị coi như xấu ở 6 tỉnh biên giới, có một đường biên giới rất dài. Rồi đất nước Trung Quốc hiện nay là một đất nước phát triển đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Rồi nhưng cái mà nền kinh tế của Trung Quốc rồi. Nhưng mà nói chung là mình phải dè chừng thằng Trung Quốc, tại vì nó quá lớn mạnh, mình phải dè chừng nó. Và mình phải là cái gì ta? Phải không, gọi là mình. Anh vừa nói rồi, đối với Trung Quốc thì mình gói gọn trong 6 chữ nhá. Vừa vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Em có nhận không? Hợp tác để cho đất nước mình coi như là phát triển cùng với lại Trung Quốc, để cho coi như là dân mình coi như càng ngày càng giàu có, ấm no và hạnh phúc, đúng không? Đấu tranh là mình đấu tranh, mình đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Là mình hợp tác với tất cả mọi mặt, không chỉ riêng Trung Quốc mà thậm chí là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, không Nhật, không không Nhật, ở đây hết. Là mình hiện nay mình nói về vấn đề Trung Quốc thôi đã, mình chưa nói về vấn đề kia. Kia thì tất nhiên thì mình phải hợp tác hết rồi. Ok, còn cái việc giống như là Trung Quốc mình, người ta hay lên mạng chửi là Trung Quốc có đầu độc dân Việt Nam mình, thực sự không phải là do trong cái người Việt Nam mình là cũng tự đầu độc lẫn nhau nữa, chứ không phải là tất cả mọi thứ là mình phải đổ thừa cho thằng Trung Quốc hết. rồi chính xác Anh thấy rồi, anh thấy rằng giống như những cái lúc mà thực phẩm bẩn nè, là với một phần là do cơ quan mình nó không có nghiêm ngặt nữa, giống như cái chỗ mà sản xuất chả lụa nè, bỏ quá chất vô lại phạt, phát hiện ra phạt 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu rồi xong rồi thôi. Rồi cái đó chính xác. Rồi. Là tại vì do là người Việt Nam mình tự tự hại người Việt Nam mình. Đúng là rồi, chứ nhiều chẳng phải Trung Quốc gì cả. Cái này không phải Trung Quốc, mình nhập khẩu những cái hàng đó về, ví dụ chẳng hạn, đúng không? Thì là coi như là tự coi như những người dân miền Nam tự đầu độc những người dân Việt Nam thôi, chứ không ấy mà quả không phải Trung Quốc gì cả. Thì tất nhiên anh nói với em như này, bây giờ ví dụ cái cơ quan chức năng của mình không phải là không có, nhưng mà nói chung là hiện nay ấy, làm kiểm không soát thể, kiểm soát không thể cái chế đấy. Anh đồng ý. Ok, tại vì là do là cái gọi là tất cả mà nó nhiều cái đang trên đà phát triển chứ không phải là một đất nước phát triển, đúng nên đúng tất cả chính mọi xác, thứ nó đều có sự tương đối thôi. đúng chính xác, cái đấy anh công nhận. Cái gì anh công nhận, anh công nhận. Rồi Mà hy vọng rằng trong tương lai nè, tất cả những người dân trong nước mình nè, lên nên đoàn kết lại với nhau nữa, nên mà đừng có chửi với nhau nữa, cứ đoàn kết. Ai ai cắt tiếng nói dân chủ thì cũng phải lắng nghe từ hai phía, sự đúng đoàn kết lại để cho mình đưa đất nước Việt Nam mình nó sẽ phát triển hơn nữa. ok À, và hy vọng rằng sau này á,
là mình sau này á, mình sẽ không có nhận được cái những cái tin giống như là lâu lâu cái là có một tin tham nhũng cái kia. Mình hy vọng sau này á là sẽ, vấn đề tham nhũng nó sẽ bị triệt tiêu tất cả mọi thứ luôn, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng ông lên làm chủ tịch nước Rồi hoặc bây là giờ cái mọi đây, thứ bây giờ đây anh ok nói, tất. được rồi, cái quan điểm của anh, của em anh công nhận, nhưng mà anh nói em này, hầu như đó là quy luật. Một đất nước nào cũng đang phát triển thì nói chung cái vấn đề tồn tại trong xã hội, ví dụ như là vấn đề tham nhũng, vấn đề tiêu cực hoặc một số cái vấn đề nữa, thì nói chung là đấy là quy luật của một đất nước đang phát triển. Nhưng cái vấn đề là nhà nước mình hoặc đảng mình có nhận ra được vấn đề đó không, và có làm hay không. Hiện nay là em cứ để ý, ví dụ em là người hiện nay đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không, em thấy là đất nước mình vấn đề tham nhũng nó giảm dần trong từng năm từng tháng một, vấn đề những vấn đề tồn tại trong xã hội nó có giảm dần đúng không, vấn đề những cái vấn đề gọi là tồn tại đấy, ví dụ như thủ tục hành chính, ngày xưa em ra phường hoặc cái ra quận hoặc cái em đi bệnh viện cũng có rất nhiều cái khó khăn, nhưng theo tháng theo ngày thì nó sẽ giảm dần, mà anh tin rằng những cái này nó sẽ giảm không hết được nhá, không thể hết được, nhưng mà nó giảm một cách coi như là rất là lớn. Ví dụ như bây giờ anh nói em, một cái đất nước Mỹ chẳng hạn, nó hoặc là một số nước, các nước Tây Âu, người ta phát triển coi như là Mỹ phát triển hàng hơn 200 năm rồi, mấy nước Tây Âu người ta phát triển 30 năm rồi, nhưng mà những cái trò tham nhũng vấn đề tồn tại trong còn không còn. Nhưng mình hy vọng rằng là với cái đà này hiện nay thì nói chung những vấn đề đó càng ngày càng giảm rất nhiều, và mình đã thực tế, mình là người dân dân ở trong thành phố, mình cũng nhận ra được cái điều đó đúng không, những cái gì nó chính xác mình phải công nhận. Rồi ok, Cái không anh không Tâm Nguyễn không 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 ở không trên để ý, đó không để nha, ý. ông anh nói câu này em thấy hay nè: Việt Nam thay đổi giáo dục, thay đổi đồ ăn độc, thay đổi về biển sạch và y tế thì Việt Nam sẽ tiến lên, là ok đúng, anh nói đúng. Đúng, tất nhiên cái gì cũng phải thay đổi nghe chưa? Chứ không phải là không thay đổi, từng ngành về giáo dục, về y tế, rồi về đường xá, rồi Không, về sạch sẽ các thứ nó phải thay đổi. Rồi mà hôm nay á, là em lên anh bảo em là cũng rất là ok anh, và trước tiên là nói chung là có cái gì hơi quá đáng thì anh bỏ qua, rồi nói chung là hôm nay là ok. không, anh nói với em như này, mình là cùng người dân Việt Nam, mình bao giờ mình cũng mong muốn cái đất nước Việt Nam càng ngày càng hoàn thiện và càng ngày càng phát triển, đó là những cái mục đích chung, ví dụ của em và của anh đúng không, thì mình còn có khả năng nói chuyện được đấy. Tại Chứ vì còn bây lúc giờ đó ví dụ như em hoàn toàn, ví dụ em có cố tình em không chịu hiểu và em cố tình em bóp méo sự thật, em cố tình xuyên tạc thì không bao giờ nói chuyện với nhau được đấy. nhiều lúc á em nên phải á, là tự nhiên bức xúc vấn đề gì quá, là thấy như cảnh chỗ này chỗ kia bị cướp đất này kia, lâu lâu tức bức xúc có thể lên chửi thôi, nhưng mà hoàn toàn là em không có thể kêu gọi mọi người là phải phản động, phải đốt phá cơ quan nhà nước, là em chưa bao giờ có chuyện đó. Anh hy vọng là tại vì mình bức xúc vấn đề gì đó thì được quyền lên tiếng, mình chửi chửi xong cũng như là chửi cho thỏ cái cơn tức của mình vậy thôi là xong, là ok, chứ hoàn toàn là không hề mà lôi kéo là biểu tình kích động chống phá nhà nước là không có, đúng không ạ? Rồi Đó là rồi, gì, ok, cái đó là ok. tại vì cái quyền mình chửi nhà nước, mình chửi về vấn đề mà bức xúc người người dân này kia đó, thì là Nói như là chung tiếng nói những anh nói em nhá, nếu mà bây giờ mình ủng hộ cái chế độ này do Đảng Cộng sản lãnh đạo thì mình nói ra những cái vấn đề tiêu cực, nhưng mình phải có tính cách xây dựng đúng không? Ví dụ một con người em chẳng hạn, em có hoàn thiện không? Không hoàn thiện được. Mà anh cố tình anh moi một cái xấu của em ra, sau đó anh dìm em xuống. Có dìm được không? Sẵn sàng dìm được. Nhưng bây giờ ví dụ em đã yêu, em thấy cái đất nước Việt Nam hiện nay đang phát triển, em yêu cái chế độ này hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì ví dụ em muốn xây dựng một vấn đề gì thì em phải xây dựng trên tính chất xây dựng. Chứ còn bây giờ mà em muốn đạp đổ cái xã hội này đi thì nói chung là cái chuyện đấy là theo anh nghĩ là nó hay cũng thường thường á, để không đó nên. tại những người hay bên gì đó hay đòi lật đổ chế độ này kia, đặt lỗ chứ mà cái chế độ là nó phải đơn giản đâu, chế độ nó tồn tại mấy chục năm rồi, cả trăm năm rồi, nếu mà muốn đập đổ làm sao đập được. Nhưng bây giờ lật đổ rồi á, khi mà lật đổ bằng cách nào, đảo chính hay chiến tranh, thì nếu mà có chiến tranh nữa thì bao nhiêu người dân Việt Nam mình chết chóc, đâu có ý nghĩa gì đâu, Với lại đúng không? nữa, cái chế độ này theo anh nghĩ, ví dụ như em là người trẻ mà anh thì cũng là cái người lớn tuổi rồi, thì mà anh đọc lịch sử nhiều, anh nghiên cứu nhiều thì anh thấy là cái chế độ này là tốt, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tốt. Bây giờ giả sử em muốn một cái chế độ nó tuyệt đối nữa thì liệu rằng ví dụ em lật đổ cái chế độ này đi thì cái chế độ sợ mà thành lập mới có tuyệt đối hay không, đúng không? Thì mình thấy cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì mình Tất nói nhiên nhá, rồi anh, nhìn chung là tốt đấy, ví dụ như là như mình nên vậy. nên nên gọi là gì, đóng góp ý kiến để thay đổi, để hoàn thiện, chứ không là Đúng đúng, à trên mà quan điểm em mình đúng rồi, mình là người dân mình vậy thôi đúng không?
À, hôm nay là em nói là anh nói cái 6 chữ mà khi mà đối diện với Trung Quốc là anh dùng 6 chữ đó là quá là ok, em phải là Tức người là đã vừa hợp tác vừa đấu tranh. Hợp tác là để cho ví dụ Trung Quốc người ta cũng cần một cái môi trường hòa bình để người ta phát triển kinh tế đúng không? Cũng phù hợp với mình cũng cần một cái môi trường hòa bình về đối với Trung Quốc để mình phát triển kinh tế. Thứ hai, mình đấu tranh với Trung Quốc là mình đấu tranh phải một cái cách khôn khéo để mình đòi lại cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đúng không? Thì mình phải tranh thủ sự ủng hộ của những nước lớn mà nó có, tức người ta có chung cái quyền lợi ở khu vực Biển Đông. Ví dụ Nhật có chung không, Mỹ có chung không, hoặc một số nước ở Biển Đông là một cái đường giao lưu hàng hải đấy, mà một năm nhá 5.000 tỷ hàng hóa giao thông qua đấy, thì cái nước kia người ta cũng có cái quyền lợi, thì mình phải là cái nước bé mình khôn khéo đúng không, mình lợi dụng hợp với tất cả, hợp tác với tất cả các nước kia để mình ví dụ đấu đấu tranh mình đòi lại Biển Đông. Nhưng ở thời điểm hiện tại theo anh nghĩ là mình hãy giữ gìn cái Biển Đông nó hòa bình, Hoàng Sa Trường Sa cho hòa bình. Tàu cá của mình em công nhận không, vẫn ra đánh cá ở vùng ngoài vùng biển Hoàng Sa Trường Sa, em có công nhận không? Còn cái chuyện ví dụ thỉnh thoảng nó va đập một tí nữa, nó cũng như là cái tàu thuyền mình va đập với tàu thuyền Thái Lan ở vùng vùng biển phía vịnh Thái Lan đúng không? Chứ còn mình không, ví dụ như anh rất ghét cái bọn nào mà nó xuyên tạc, nó bảo là coi như là tàu cá Việt Nam ra bị tàu hải cảng Trung Quốc coi như là đâm nát ra mà Việt Nam hèn không dám tố cáo nó kia tất cả thứ, thì cái đấy thì anh đã giải thích rồi. Rồi xin mời. tại vì cái vùng đó là vùng tranh chấp chung rồi, giống như ở Việt Nam mình giống cũng nhiều ngư dân mình mà cũng 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 qua cái vùng biển nước khác đánh bắt mà đúng không? Đúng Indo đánh, đúng Malaya đúng rồi, đã sang bên Indo đánh trộm mới bị đốt bao nhiêu tàu, em đọc báo đây em biết. mà nói chung là hôm nay là cuối cùng thì em xin hy vọng là chúc tất cả mọi người chơi viên đăng anh sẽ mình sẽ cùng nhau hợp tác đóng góp ý kiến trên tinh thần là tương thân tương ái và hòa bình phát Đúng triển. Ok đúng, bây giờ này anh, bây giờ này anh là người lớn tuổi em, hơn em, anh khuyên em một điều này, cái chuyện mình đóng góp cho đất nước, đóng góp cho xã hội càng ngày càng phát triển lên, cái điều đó ví dụ bản thân anh thì nói hoặc là tất cả các bạn ngồi đây đều mong muốn như thế đúng không, nhưng mình đóng góp như thế nào để mà ví dụ cho nó hợp tình hợp lý, đất nước mình là một đất nước có pháp luật, nghe chưa? Bây giờ ví dụ như em đóng góp ở tàu coi như em chửi ầm lên tất cả thứ đó là cái nóng giận tức thời của mình, những điều đó nó phản tác dụng đấy. Thì bây giờ này những cái mà em và anh cùng một cái quan điểm chung, tức là đều muốn xây dựng đất nước này càng ngày càng lớn mạnh lên, giàu có lên để nhân dân mình được ấm no hạnh phúc, thì đó là một cái quan điểm chung thì mình có khả năng nói chuyện được. Rồi rất cảm ơn em hôm nay đến lên nói chuyện với anh, và nói chung mình cũng có một số cái quan điểm chung rồi, ok rồi, xin chào rồi, mình sẽ mời Phụng lên. Dạ, đang mời Phụng lên, Phụng lên thôi. Ôn 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 cái nghe vào cái nước đi. Nhân dân Việt Nam nó khác với cả chính quyền, bởi vì thật ra trong cái chính quyền có nhiều người dân Trung Quốc họ sang làm ăn, họ cũng rất là với tinh thần nó không như là những cái chính quyền, bởi vì cái chính quyền mang tính chất về vấn đề nhà nước, còn người dân với người dân kể cả trong chiến tranh người ta vẫn giúp đỡ nhau mà. Đúng. Cho nên là cái vấn đề là cái sự phát triển của nước này là có sự phát triển của nước kia, cũng như xã hội thế thôi, không thể nào một mình một ông phát triển được, tất cả mọi sự phát triển nó đều phải kéo theo, nó như cái đoàn tàu ấy, ông đi trước ông đi sau thôi, cái chính là nó là một đoàn tàu cho nên nó phải kéo. Thế tại sao mà đất nước Việt Nam phát triển bây giờ một ông hàng xóm ở bên cạnh họ phát triển, họ có nhu cầu mua thì mình sản xuất và mình bán cho họ và mình có lời,
Thế thì cái vấn đề đấy không phải là còn Trung Quốc, thì Việt Nam mình rất hiểu Trung Quốc rồi. Tất cả các đời lãnh đạo, tất cả các nhà lãnh đạo Việt Nam đều hiểu rất rõ, và nhân dân Việt Nam nữa cũng hiểu rất rõ về bản chất của người Trung Quốc. Vì họ đã cai trị mình hàng ngàn năm và mười mấy cuộc xâm lược Việt Nam không thành công, thì họ cũng phải rút ra bài học. Và tại sao Việt Nam mình chiến thắng thì chính từ những bài học đó mà họ mình rút ra được thì mình mới chiến thắng được chứ. Nhưng cái chính cái dân tộc Việt Nam mình là dân tộc hòa hiếu, dân tộc gọi yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ hướng tới tương lai để xây dựng và phát triển đất nước. Cái đó là cái mà đấy là có truyền đời luôn từ thời phong kiến cho đến giờ, chứ không phải là đến giờ. Còn bây giờ xã hội phát triển nó ở một tầm cao hơn. Còn Trung Quốc thì nó không ngừng gọi là bành trướng, nói về chính quyền Trung Quốc. Không những Việt Nam mà các nước láng giềng, từ Ấn Độ, Nga cho đến các nước. Nhưng mà thật ra với đất nước Việt Nam thì Trung Quốc luôn gặp phải rất nhiều khó khăn, bởi tinh thần con người Việt Nam rất hòa hiếu, rất sống có trước có sau. Nhưng ngược lại, em nói với anh là tinh thần chiến đấu thì không ngừng. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà bảo Việt Nam mình mà hèn mới yếu thì nó chiếm nước Việt Nam mình từ rất lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ. Cái chính cái ở cái tinh thần con người Việt Nam ấy là trong mỗi anh em mình, trong mỗi dòng máu ấy, và đều ý thức được hết. Và em nói thật cho anh, hôm nay sau cái chuyến đi Đền Hùng, em thấy cái lớp trẻ Việt Nam bây giờ họ hiểu lịch sử hay quá, sâu quá. Đúng rồi. Vâng. Anh rất cảm động mà khi nghe. Ông còn nói cả những năm 1910 mấy Bác Hồ còn gia nhập Đảng Cộng sản Pháp với Đông Dương. Hay đấy. Anh thấy không? Đấy là một cái mà mình phải nói thật sự là cái nhìn vào những cái lớp trẻ mà mình thấy đấy là những cái mà hỏi những câu hỏi rất vô tư chứ. Em chỉ hỏi là sau này lớn lên làm gì? Thì nó ước muốn, nó chỉ muốn là sau này đi học để hướng dẫn viên du lịch để tạo điều kiện để phục vụ quê hương. Bảo thế tại sao lại không thích sang Mỹ? Bảo là bên Mỹ nó bất ổn lắm, mấy cả bạo động lắm. Đấy, chứng tỏ là Việt Nam đang rất yên bình. Điều đó không thể không nói được. Nhưng mà cái lớp trẻ họ nói họ làm sao mà mình làm sao mà đi, mình bảo ai nói được gì? Đấy là cái người ta nói. Còn bây giờ em nói mà anh ngay như kể cả cái D3Q thôi, em mặc áo đây là em yêu thích D3Q, em mặc. Bởi không phải là D3Q đang đúng, em chẳng hội nhóm gì. Đấy, còn Trung Vũ ra đây chơi là góc độ tình cảm, với tình cảm em với cả Trung Vũ, không hội nhóm. Đấy, bây giờ cho nên là mình phải nói. Sau này ấy, bây giờ ví dụ là chú nên yêu cái nhóm của anh, thì bây giờ anh cũng phải phát huy, anh và nhóm của anh cũng phải phát huy hết những cái mà ví dụ cái sức mong chờ của chú để được với nhóm mọi anh, người yêu mến. Vâng. Còn một ngày anh có thể không đúng, em có thể lại rời xa anh, bởi vì em không thuộc về anh. Đúng rồi. Em thuộc về những cái gì anh đang làm mà em cảm thấy nó là đúng. Đấy. Thế còn nói thật sự mà anh là cái sự phát triển kinh tế. Anh cứ hỏi Trung Vũ đi. Bây giờ cái nhìn muốn nhìn cái sự phát triển kinh tế đơn giản thôi, mình cứ nhìn những người dân xung quanh. Em ở đất Phú Thọ là gọi là miền Trung Du. Ngày xưa là nó lại không phải đồng bằng, cũng chẳng phải miền núi, cho nên nó vất vả. Thế nhưng mà với những bây giờ người thật việc thật, Trung Vũ và anh Hoàng đã ra. Em nói sinh năm 1982, thằng bạn em tối qua đã hát đấy. Em nói với anh chứ, nếu mà nói về tiền tỷ thì nó có hàng trăm tỷ. Mà lao động thật sự, bố không bao giờ, nhà bố có nhà quê. Đấy, vợ chồng trẻ sinh năm 1982, nguyên gia tài của nó. Đấy thì anh phải hiểu rằng bà rất bình thường, bình dân, tay bắt mặt mừng ra gặp anh em. Còn hôm nay lên đây mời đi ăn cơm nhưng mà Trung Vũ không đi đây. Đấy, bởi vì em bảo đây là các bạn anh ở Sài Gòn ra chơi. Cái người dân không phải, nếu mà đi ngoài đường đúng như ông nông dân, nhưng mà cái tình cảm, cái văn hóa, em đã nói ở một cái chương trình nào đó rồi. Cái văn hóa nó không phải là cái chuyện ông học cao, mà đúng. Văn hóa nó thể hiện về con người ấy. Cái bà nông dân ở ngoài đồng, bà dắt một con bò nhưng mà thấy cái bà chào các bác ạ, đấy là cái văn hóa. Vào nhà người ta sẵn sàng mời nước, mời nôi cái. Cái văn hóa của người Việt Nam mình nó gần gũi như thế, nó lời chào cao hơn mâm cỗ, chứ không phải là mâm cỗ có gì. Đúng đấy. Rồi. Cái chính là tình làng nghĩa xóm, tắt lửa túi đèn có nhau, bọn em sống ở đây là phải như thế chứ. Đúng rồi. Đấy, cái chính là như thế. Đấy là văn hóa Việt Nam mà nó không đi đâu xa cả, nó cứ loanh quanh rồi nó lại cũng trở về miền quê, trở về những cái gì nó thuộc về dân tộc Việt Nam.
tại sao cái đền Hùng phải xây dựng nhiều như thế, rồi cũng phải quay về cội nguồn, quay về với những gì mà trước đây ông cha ta đã xây dựng nên, đúng không anh? Và bây giờ mỗi một người chúng ta đều phải có trách nhiệm nghĩa vụ, dù trong suy nghĩ thôi, còn ai tư tưởng lập trường trong những hành động cụ thể, chứ không phải vấn đề cứ phải là tốt nhiều tiền là thế nọ kia, đồng tiền ý làm gì và như thế nào, mang lại lợi ích cho ai không, hay là ông cứ đi khoe cái nọ khoe cái kia. Em thì em sống đơn giản thôi, có mọi người, có anh em đến thực địa, em sống và em nhìn nhận người dân phát triển thì đất nước phát triển, cũng như đúng như chủ trương chính sách của nhà nước đã nói là dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh, đúng không? Đấy là một cái chủ trương đúng, bởi vì dân mà không giàu thì làm sao nước mạnh được, còn nước mà giàu thì chưa chắc dân nước đã mạnh, bởi vì dân còn nghèo thì làm sao mà mạnh được, đúng không anh? Đúng, cho nên là người dân ở đây nói thật, Trung Vũ phải về đây phải tán phục, vì nhiều nhà to quá cứ hỏi là có cộng sản không, ở đây là cộng sản đấy, phải vào hỏi xem luôn trong cộng sản hay là nông dân toàn nuôi lợn đấy. Thế nhưng mà các bạn nhầm, các cụ đã nói rồi, gọi là buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Đúng. Người ta tích tiểu thành đại. Đấy. Cho nên là các bạn cũng đừng nghĩ rằng là gọi là nhất sĩ thì nhì nông, hết gạo chạy nhông thì nhất nông nhì sĩ. Đúng, hay đấy, câu cầu hay. Đúng không anh? Đúng. Chứ chưa hẳn đâu. Cho nên là cái vốn mà tự sản tự tiêu ấy, cũng như em nói là cái chính sách cũng rất hay của Đảng và Nhà nước. Nó không bị tác động bởi nhiều yếu tố về kinh tế thế giới. Thực tế thể... anh nói với Phụng Thế nhé, anh trước kia là người nông dân. Vì từ năm anh còn nhỏ cho đến 17 tuổi, anh còn đi cấy mà. Bây giờ cấy nhá, cái chuyện cấy là anh cấy là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ kiểu như, nhưng mà cấy cái thuộc dạng kiểu như là đời mới bây giờ thì nó hơi khó thôi. Chứ ngày xưa là nhổ mạ, nhổ miếc các thứ, cấy là anh cấy rất giỏi. Vâng. Cho nên là chính vì thế anh Bằng ạ, em mới thấy rằng là những câu nói của Bác Hồ hay những cái câu của các cái lãnh tụ, các cái thời trước họ để lại, nó đều vẫn đang đi đúng với cái những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang thực hiện. Đúng rồi. Và điều đó không thể nói được là một sự phát triển của một đất nước đang phát triển. Đúng không anh? Đúng chứ rồi. Còn cuộc sống kinh tế thế giới thì phải có đoàn tàu đầu với có đoàn tàu cuối, nhưng rồi sẽ đi qua đoạn đường đó mà thôi. Có cái là mình do dân tộc Việt Nam mình nó gặp phải cái vị trí địa lý, nó gặp phải những yếu tố khách quan, nó mang lại quá nhiều những cuộc chiến đau thương. Nhưng bây giờ đất nước đã bình yên phát triển thì có cái đoàn tàu nó bị ở giữa hoặc nó bị ở gần sau, nhưng nó sẽ đi qua đoạn đường đó. Đúng không anh? Đúng rồi. Và dân tộc Việt Nam sẽ được hưởng những giây phút hạnh phúc đó, thanh bình đó, thái bình đó. Thế thôi. Rồi. Còn... Vâng. Vâng. Phụng Đen ở trên Phú Thọ. Nhưng mà Phụng Đen cũng có nhà Hà Nội nhá. Muốn ở đâu ở nhưng mà chủ yếu ở Phú Thọ. Quê Phú Thọ. Chủ yếu nhà ở Hà Nội là mình muốn đưa con cái mình để về thủ đô để tiếp nhận biết, những cái nền văn minh sớm mất đến thôi. Nhưng mà tôi thì lại quay về quê hương để tôi xây dựng quê hương đất nước. Vì quê tôi sinh ra và lớn lên ở dòng sông đấy, ở cái ngọn núi đấy, ở cái rừng cây đấy, thì tôi phải trở về với đấy. Đấy là ước nguyện của người Việt Nam. Cho nên là em nói với anh đây, tiện nói bọn chống cộng nó rất thèm, thế nhưng nó không bao giờ nó dám sự thật là chúng tôi đã làm cái việc đó. Mà người nhà nước không cần ông phải xin lỗi, tự lòng ông, tự ông, và đừng bao giờ chống phá. Hãy về quê hương đất nước tham quan du lịch đi. Còn giúp được cái gì thì giúp, mà không giúp thì thôi. Nhà nước cũng chẳng yêu cầu các ông phải đóng góp cái gì cả. Đúng không ạ? Thế thì chính là quê hương nó có tiếng đấy. Anh em nói với anh, bản thân anh vào trong đó, cuộc sống anh có thể hơn rất nhiều bạn bè anh ở quê. Nhưng lúc nào anh cũng đau đớn, quê anh ở Nam Định và anh muốn về. Đúng. Và muốn về nơi đấy là cái cảm xúc nó dâng lên rồi, cái tuổi thơ. Đúng không anh? Đúng rồi. Không ai không muốn cả. Đúng. Mà sau này có thể em rất nghi ngờ cái điều là anh có thể mất đi và có thể là hài cốt anh các trẻ phải trở về với Nam Định. Vì nơi đấy có ông bà tổ tiên của anh đúng ở rồi, đó. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đấy là cái con người Việt Nam. Không phải là mình cái dù ở cái nhà mình nó không đàng hoàng. Đúng. Mình có thể đi đến khách sạn 5 sao nhưng mình cũng không thích bằng cái nhà mình. Dù đúng. Rằng nó chỉ là 1 sao. Đúng không? Nó cảm anh giác nói nó yên tâm. Có cái cảm giác như này. Bây giờ ví dụ anh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 năm nay rồi. Anh đổi nhà rất nhiều lần. Nhưng mà mỗi lần đổi nhà
anh không có một cái gì bâng khuâng nhớ nhung gì cả, coi như cái chuyện mình là bình thường. Nhưng mà cái ngôi nhà của mình sinh ra và lớn lên ở quê, lúc nào anh cũng nhớ về cái ngôi nhà đó đấy. Chứ còn bây giờ ở đây ví dụ như có khi khả năng đến nay là mình đổi 3-4 năm cái nhà rồi, chứ mình cứ chuyển chỗ nọ chuyển chỗ kia, có khi là chuyển xong cái là chứ chuyển xong cái là xong, coi như là thỉnh thoảng mình đi qua đấy mình cái nhà đấy ngày xưa mình ở, chứ mình không có cảm giác gì nó lưu luyến. Nhưng mà cái ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên ở quê ấy, thì nói chung nó mới gắn bó với mình, nó nhiều cái mà mình rất là nhớ rồi. Còn em nói với anh Bằng là cái sự phát triển, em đã từng sống 5 năm ở tại Lào Cai và em biết được người Trung Quốc và người Việt Nam có gì đâu, họ cũng ngùng đại để ở bùng biên thì người Việt Nam biết nói Trung Quốc và người Trung Quốc cũng biết nói tiếng Việt Nam, còn giao lưu anh hiểu không? Thì trước đây ấy là khi mình sang Trung Quốc ấy là mình phải đổi tiền để tiêu. Em lại nói đi vấn đề tiền bọn nó xuyên tạc nhé, nhưng mà tiền ở cái vùng biên đấy đấy, tức là nó Trung Quốc sang mình nó cũng phải đổi tiền để nó tiêu, nó đổi từ tiền Trung sang Việt. Nhưng mà bây giờ với những cái chính sách như thế này nó mất nhiều thời gian. Chẳng hạn như bây giờ em nói với anh, người ta quy định là ông chỉ được tiêu tiền ở trong cái phạm vi vùng biên thôi. Anh hiểu không? Tức là cái vi gạm ở cái phần cửa khẩu thôi, hoặc là ở cái dịch thị Lào Cai đó thôi. Chứ không phải là được tiêu tiền mấy tỉnh. Còn bây giờ nhà mình có 6 tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc. Thì 6 cái tỉnh đường biên đấy ở cái vùng cửa khẩu ấy, người ta tiêu tiền như nhau. Tức là nó sang đây nó tiêu tiền thì mình cũng sang đó mình tiêu tiền Việt được. Thì có đi thì có lại thôi, cuộc sống như thế để làm gì? Để giảm bớt cái thời gian mất việc của những người mình sang Trung Quốc hoặc Trung Quốc sang mình đi. Còn bây giờ không, chuyện Trung Quốc dù sao nữa vẫn là một nước lớn. Mình phải nói khẳng định như thế. Thế còn cái chuyện khi nào mà nó không đúng hoặc nó đi sai với cái quan điểm của hai nước thì lúc bấy giờ thì giặc đến nhà thì đàn bà phải đánh. Còn bây giờ với cái sự phát triển của quê hương đất nước thì ta phải cùng nhau xây dựng chứ, cốt làm sao cho tôi có lợi và anh cũng có lợi, chứ chẳng có ai trên quan hệ nào mà không có lợi, chẳng ai cho không ai cái gì cả, đúng không? Đúng anh, nhưng ta hợp tác để phát triển. Bây giờ này cũng có một số cái người ấy, người ta cứ nghĩ là ôi giờ bây giờ mình theo Mỹ, ngày xưa Mỹ giàu lắm như thế này khác thì là ấy. Tôi nói với Phụng Đê và tất cả các bạn, không ai cho không ai một cái gì, đúng không? Em hỏi anh nhá, Mỹ tốt tại sao Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa? Đúng đấy. Nào, nào tốt chưa? Đấy là bài học chưa? Xong rồi đó bỏ rơi một cái là chết luôn. Nhưng Việt Nam mình có cái 3-0 trong chủ trương về chính sách quân sự là rất tốt. Tức là không lấy nước này chống nước kia, không dùng lãnh thổ Việt Nam để thế này thế kia, hoặc là không không lệ thuộc. Xong xin lỗi Quang Trần là ai mà nhiều khi là biết thế nhỉ? Biết Bằng làm công đức xây chùa ở quê rồi, chắc cũng mua đất để lúc 250. Không, ở quê nó không cần phải mua đất, còn làm công đức xây chùa thì có. Bạn không biết Quang Trần là ai mà biết rất rõ. Quang Thanh Đô đây. Ấn Độ, tôi nhập Bình Định, tôi nhập đá châu Âu. Đấy, chứ tôi không phải nhập Trung Quốc. Còn nếu Trung Quốc mà tôi vẫn nhập, nhưng mà tôi nhập số lượng nó không nhiều. Bởi vì thật ra là cái nhu cầu sử dụng của nhập là do. Còn nếu Trung Quốc mà nhập về mà mang lại lợi ích lợi nhuận lớn cho tôi cũng vẫn nhập, vì nó chẳng ảnh hưởng gì vấn đề đó cả. Cái chính là